Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường nước tỉnh của Sơn Thượng trong khóa tu An Cư Kết Đông. Thiền hành Walking Meditation là một cái pháp thực tập rất là dễ chịu. Nhất là vào buổi mai khi mà không khí rất là trong lành. Trong khi đi thiền hành, chúng ta phải hợp nhất cái thân và cái tâm. Chúng ta phối hợp hơi thở với bước chân. Trong khi thở vào, ta có thể bước 2 bước hoặc là 3 bước hoặc 4 bước. Và trong khi thở ra, ta có thể bước nhiều hơn. Ví dụ khi mà thở vào bước 2 bước thì thở ra là nên bước 3 bước. Và nếu thở vào 3 bước thì thở ra nên bước 5 bước, 4 hoặc là 5, nhưng mà thường thường 5 thì rất là vừa. Và khi mà thở vào bước 4 bước thì là thở ra có thể bước 6 bước. Và thở ra vào 5 bước thì thở ra 8 bước, đó là cái kinh nghiệm của thầy. Thở vào 2 bước thì thở ra 3 bước. Thở vào 3 bước thì thường thường thở ra 5 bước. 4 bước thì là 6 bước. 5 bước thì thường thường là 8. Và có khi mình ngồi thiền á, thì nó có thể nhiều hơn. Ngồi thiền hơi thở vào có khi nó lên tới 6, 7, 8, 9, có thể 10. Khi mà thở vào 10, ngồi thiền thì mình đâu có bước. Nhưng mà nếu mà có một cái đồng hồ trong thiền đường á, thì mình có thể đếm bằng giây. Thở vào 3 giây, thở ra 5 giây. Cái đồng hồ tích tắc nó cũng hay lắm. Là nếu mà quý vị có một cái đồng hồ tích tắc ở trên bàn ngủ á, thì ban đêm khi mà nằm xuống á, thì là ngưng suy nghĩ, là chỉ nghe tiếng tích tắc nữa. Thở vào 3 giây, thở ra 5 giây, thở vào 4 giây, thở ra 6 giây, cho đến khi mình ngủ thôi, đừng có suy nghĩ. Thì cái tiếng tích tắc đồng hồ nó giúp cho mình rất là nhiều. Và trong thiền đường mình có tiếng đồng hồ thì mình cũng có thể thở như vậy, mình hoàn toàn mình chấm dứt sự suy nghĩ, mình chỉ thở thôi. Và trong khi thở như vậy thì rất là dễ chịu. Và mình có thể đặt ra những cái câu thiền ngữ để mình đi thiền hành. Ví dụ như trong trường hợp mà 2 bước 3 bước á, thì mình có thể nói là đã về, con đã về.
I arrive, I have arrived. Tiếng Việt hay là tiếng Hoa thì rất là dễ, tại vì đó là những cái tiếng độc âm, đơn âm là monosyllabic. Nhưng mà tiếng Anh cũng được, tiếng Pháp cũng được, cũng tùy theo. Đã về, con đã về. Đã tới, con đã tới. Và trong khi mình bước như vậy thì mình thật sự về, mình thật sự tới. Mình không có rong ruổi nữa, mình không có chạy nữa. Và mình thưởng thức, mình thích thú với cái giây phút hiện tại, đã về, đã tới. Cái pháp môn làm mai rất là đơn giản. Bài thuyết pháp sâu nhất và ngắn nhất của làm mai là đã về, đã tới. Đem thân tâm trở về với giây phút hiện tại, tiếp xúc với những màu nhiệm của giây phút hiện tại. Những màu nhiệm đang có ở trong mình và xung quanh mình để mình được nuôi dưỡng, để mình được trị liệu. Và mình thấy thoải mái, an ổn, mãn ý với giây phút hiện tại. Mình không có muốn chạy đi tìm cái gì nữa khác. Mãn ý, satisfied với là cái giây phút hiện tại. Thì người nào mà trong khi ngồi, trong khi đi mà thấy mình thích thú, mãn ý trong giây phút hiện tại, người đó thành công. Mình có đi kiếm cái gì nữa, không có đi tìm cái gì nữa. There's no more longing. Ví dụ như 3 năm thì mình để con đã về thật sự. Hoặc là mỗi bước chân con đi vào tịnh độ, mỗi bước chân con trở lại suối nguồn. Có nhiều câu hay lắm. Ở trong khi mình ngồi mình nói là mỗi hơi thở con đi vào tịnh độ, mỗi hơi thở con trở lại suối nguồn. Ngồi cũng được, mà đi cũng được. Đi thì mình lấy mỗi bước chân, mà ngồi thì mình lấy để mỗi hơi thở. Mình phải đặt ra những cái câu thiền ngữ mà mình thích. Và khi thì mình dùng câu này, khi thì mình dùng câu kia, nó có rất là nhiều câu hay lắm. Mỗi bước chân con dẫm lên tình độ, mỗi bước chân con trở lại suối nguồn. 4 thì nay đã về, đã tới. Con đã về, con đã tới. Sao? Mình có thể đặt ra những cái thiền ngữ như vậy để mình thực tập. Có những con đường thiền hành rất là đẹp. Một con đường đất, hai bờ cỏ xanh, màu đất hồng tươi. Ngày xưa có thể có làm một bài thơ là qua ngõ vắng, lá rụng đầy. Tôi theo con đường nhỏ, đất hồng như môi son bé thơ, nó rất là đẹp. Bỗng nhiên tôi cẩn trọng từng bước chân đi. Mình thấy được cái đẹp, cái màu nhiệm đó, tự nhiên mình tỉnh dậy và mình thấy mình đang sống trong một thế giới hết sức là màu nhiệm. Con đường đất, hai bờ cỏ xanh, qua ngõ vắng, lá rụng đầy, chỗ nào cũng có hết, sóng nào cũng có hết. Tôi theo con đường nhỏ, đất hồng, như môi son bé thơ. Mấy cái đó, nếu mà cái tâm mình bị vướng bận và những lo lắng, sầu khổ thì mình cũng thấy được. Và thấy được cái, tự nhiên mình tỉnh dậy, mình thấy quý hóa quả mỗi giây phút mà cuộc đời cho mình để sống. Giây phút rất là màu nhiệm. Bỗng nhiên tôi cẩn trọng từng bước chân đi, tôi trân quý từng bước chân đi, và mỗi bước chân như vậy là tự nhiên nó có hạnh phúc. Và khi mà mình
mình nhìn lại trái đất, nó có một cái lực nó hấp dẫn, trái đất nó có cái hấp dẫn lực, và vì vậy cho nên bước chân nào mình cũng chấm đất hết, nếu không thì mình sẽ lơ lửng. Cái gravitation, cái gravity, đó là một trong bốn cái lực nó hấp dẫn. Four interaction forces, cái đầu là cái gravity, chính cái lực hấp dẫn đó nó làm cho mình mỗi bước chân mình dính vào được mặt đất, nếu không thì mình bay lơ lửng trên mặt đất. Và mỗi bước chân như vậy mình dính được với đất mẹ và mình tiếp xúc với đất mẹ, tức là nguồn gốc của mình, cội nguồn của mình. Cội nguồn của mình là đất mẹ chứ không có phải ở chỗ nào nữa. Thì mình phải tập nhìn bằng con mắt gọi là bất nhị. Mình có một cái tuệ giác gọi là tuệ giác bất nhị mà mình không có sử dụng. Cái ý thức của mình nó là một ý thức phân biệt, nó chia ra thành những cái cặp đối lập. Cái đó gọi là phân biệt trí. Vikalpa snana. Ví dụ như mình nói cái trái với cái phải, mình phân biệt, mình cho cái trái không phải là cái phải, và cái trái có thể tồn tại ngoài cái phải, hai cái khác nhau, cái đó gọi là phân biệt. Discrimination between left and right, mà không có biết rằng cái trái và cái phải nó nương nhau mà nó thành lập. Mình phân biệt cái tâm và cái vật. Mình phân biệt cái danh thân và cái sắc thân. Danh thân á, tức là cái tâm. Mình là Nama. Kaya, tức là cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình, cái tâm lý của mình gọi là Namakaya. Còn cái sắc thân là cái hình hài của mình gọi là Rupakaya. Thì thường thường mình phân biệt là hai cái. Một cái là hình hài, là rupa, là sắc. Và một cái là tâm lý, là danh sắc. Thì danh từ khoa học là psychosoma. Psycho là tâm, soma là vật. Psychosoma. Nhưng mà thực tế là cái soma nó không thể có được nếu không có cái rupa. Nó không có cái nama không có được nếu không có cái rupa. Cái psycho không có được nếu không có cái soma. Tâm và vật là hai mặt của một thực tại. Nếu không có vật thì không có tâm. Nếu không có tâm thì không có vật. Và trong cái đó khoa học thì chia làm hai ngành.
một ngành nghiên cứu về tâm không thì gọi là tâm tâm lý học, một ngành thì nghiên cứu về thân không thì gọi là sinh lý học, một bên là tâm lý, bên là sinh lý, làm như hai cái nó có thể tồn tại ngoài nhau. Kỳ thực lấy tâm ra thì thân nó tiêu, mà lấy thân ra thì tâm cũng không còn. Hai cái nó dựa vào nhau mà thành lập, cũng như cái trái và cái phải. Nếu lấy cái phải đi thì cái trái cũng mất, cái tâm và cái vật cũng vậy. Nếu lấy một cái đi thì cái kia không còn. Vì vậy cho nên phải thấy tâm ở trong vật và vật ở trong tâm. Mà thấy tâm vật không phải là hai cái đó gọi là vô phân biệt trí. Tức là bỏ đi cái sự phân biệt kỳ thị, vikalpa là phân biệt, là kỳ thị, là discrimination. Còn khi mà nó lấy cái phân biệt đó là niết vikalpa, gọi là vô phân biệt trí. Khi mà mình có vô phân biệt trí rồi thì mình không có chặt hai cái danh và cái sắc, mình cho hai cái nó tồn tại riêng. Mình biết là hai cái nó nương nhau mà có, ví dụ như cái trái và cái phải, cái trên và cái dưới. Cái niết vikalpa jnana có khi gọi là bất nhị trí. Bất nhị trí. Nó là cái advaya. Jnana là cái tuệ giác, nó không phân biệt, nó không chia trẻ làm hai cái, trong và ngoài, vật chất và tinh thần. Khoa học bây giờ vẫn còn vướng, nhiều nhà khoa học vẫn còn vướng vào cái ý niệm là tâm thức là cái ở trong, và thế giới mà họ nghiên cứu là ở ngoài. Tâm thức là cái chủ thể, thế giới khách quan là đối tượng. Thì khi mà chừng nào mà còn có cái sự phân chia đó, kỳ thị đó giữa chủ thể và đối tượng, sujet và objet, tâm và vật, thì vẫn còn có cái sự kỳ thị, vẫn còn có cái phân biệt. Vì vậy cho nên muốn đi xa, người tu cũng như là nhà khoa học là phải biết sử dụng cái bất nhị trí, cái vô phân biệt trí của mình. Và trong lĩnh vực khoa học thì bắt đầu họ thấy được cái điều đó, là nếu mà không có bỏ cái phân biệt này đi thì khó mà đi sâu vào trong sự tìm hiểu thực tại. Thì khi mình đi thiền hành á, thì mình đi không phải là bằng cái thân, mà đi bằng cả cái tâm đó. Thân tâm nhất như the oneness of body and mind. Và cố nhiên là cái miệng của mình cũng vậy, phải đi theo thân, phải khẩu ý phải đi theo. Trong khi thiền hành thì không có nói chuyện. Đi từ tăng xá ra ngoài này, mỗi bước là không có nói chuyện. Thân khẩu ý nó hợp nhất, cái đó gọi là tương ứng, là cái yoga. Trong khi mà mình dẫm vào mặt đất á, thì mình không thấy đất là vật chất. Tại vì nếu thấy đất là vật chất thì nó sai. Nếu mình thấy đất là vật chất thì mình theo cái chủ trương gọi là duy vật luận, materialism. Mà nếu mình thấy đất là ý niệm, là tâm, như là Berkeley, ông cổ đạo ngày xưa chủ trương thuyết duy tâm luận, idealism, thì cái đó nó thuộc về duy tâm luận. Duy vật luận là một cực đoan, mà duy tâm luận là một cực đoan khác.
và căn cứ trên cái ý niệm vật và tâm là hai cái khác nhau, hoặc giả chỉ có tâm, hoặc giả chỉ có vật. Và có những nhà khoa học nói rằng là cái tâm mình á là do vật chất nó tạo ra. Consciousness là một cái product, một cái sản phẩm của não bộ. Não bộ là vật chất, còn consciousness là một sản phẩm của não bộ, của vật chất. Và như vậy rất gần với chủ nghĩa duy vật. Còn những người khác thì chủ trương rằng chính cái tâm nó tạo thành ra cái vật thật sự không có, chỉ có tâm mới có thôi. Cái đó là gì? Thì trong khi mình quán chiếu thì mình quán chiếu cái hình hài của mình thì mình thấy rất rõ hình hài mình đó, không phải là vật chất. Nó có tâm ở trong đó. Và nó có sự thông minh. Nó có cái biết và nó có sự thông minh ở trong đó. Mỗi tế bào cơ thể là một cái thực tài linh động. Nó có cái biết ở trong đó. Nó có cái tâm trong đó. Mà lấy cái tâm đó ra thì đó là những tế bào chết. Mà tế bào chết thì không có sự sống. Mỗi tế bào ở trong cơ thể của mình có hàng tỷ tế bào. Và mỗi tế bào nó có sự thông minh. Nó có cái biết rất là sâu sắc. Vì vậy cho nên nói cái hình hài của mình là vật, là sinh lý không thì không có đúng. Và lấy cái tâm đó ra thì không có sự sống. Khi mình nhìn vào thế giới, ví dụ mình nhìn vào một cọng cỏ hay là một cái cây, thì mình thấy rằng cái đó không phải là vật chất vô tri, mà cái đó là có cái biết ở trong đó. Ví dụ khi mình nhìn vào một hạt bắp, mình không thể nói hạt bắp là vật chất được. Tại vì khi mình trồng hạt bắp vào trong đất thì hạt bắp biết nảy mầm, lên cây, làm lá, làm hoa và làm trái bắp. Thì cái đó là cái biết ở trong đó. Thành nói hạt bắp là vật chất là nó sai. Thì khi mình nhìn trái đất, mình thấy trái đất là một thực tại màu nhiệm. Thực tại màu nhiệm, nó màu nhiệm giống như là một cái tế bào trong cơ thể của mình. Nó có cái biết ở trong đó. Hành tinh đất á, nó có khả năng tạo ra sự sống, hiến tặng sự sống, mà nuôi dưỡng sự sống. Bởi vậy cho nên cho hành tinh đất, hành tinh của mình là một khối vật chất là nó sai. Nó sai. Hành tinh của mình không phải là một khối vật chất. Mà mình với cái trí gọi là bất nhị, với cái trí gọi là vô phương trí, mình phải thấy rằng cái hành tinh của mình không phải là một khối vật chất. Tại vì nó có cái intelligence, nó có cái thông minh, nó có cái sáng tạo trong đó. Và hành tinh này đã sản xuất ra những cái hết sức là màu nhiệm. Bao nhiêu là loài. Và những cái loài người là một trong những cái loài mà hành tinh này đã sản xuất ra. Phật Thích Ca hay là Chúa Giê-xu cũng là con của hành tinh này. Mình cũng là một đứa con của hành tinh này, và mẹ của mình cũng là một đứa con của hành tinh này. Cho nên nếu mình thấy được mình là con của mẹ mình thì mình cũng thấy được là mình và mẹ mình cũng là con của trái đất. Mà trái đất là một cái thực tại rất là màu nhiệm. Tuy trái đất tuy không phải là con người, nhưng mà trái đất là mẹ, là một cái loại mẹ mà mình gọi là đất mẹ. Thì trong các nền văn minh có rất nhiều nền văn minh đã từng nhìn trái đất là một bà mẹ rồi. Và
Ở bên Mỹ có một nhà sinh vật học tên là Thomas Lewis. Ông ta viết một cuốn sách, ông nói về hành tinh trái đất. Ông nói là theo ông thì cái hành tinh này nó giống như một cái tế bào trong cơ thể con người. Nó có sự sống, nó có sự thông minh, nó có nhiều cái hình thức sống ở trong cái... Tại vì ông ta nghiên cứu về những tế bào trong cơ thể, ông thấy mỗi tế bào là màu nhiệm vô cùng. Thì ông nhìn trái đất này, ông thấy trái đất này cũng là một sinh vật. Một sinh vật. Biết đau, biết buồn, biết suy tư, có thông minh, có trí tuệ, có tài năng. Và ông ta viết một cuốn sách gọi là The Lives of a Cell. Đó là tác phẩm của nhà sinh vật học Thomas Lewis, The Life. Of a cell. Tế bào này là trái đất mà trong đó có nhiều sự sống, nhiều hình thái sống, cho nên life là số nhiều. Thì khi mình đi thiền hành mình phải sử dụng cái trí bất nhị đó mình thấy. Mình đừng có cho là mình đang dẫm lên trên đất, lên trên vật chất. Mình phải thấy rằng mình đang tiếp xúc với đất mẹ. Tại vì đất mẹ là một cái thực tại rất là mầu nhiệm. Mình gọi là mẹ, nhưng mà mẹ không hẳn phải là con người mới là mẹ. Và mình có thể, mình phải thấy nhìn trái đất như là một vị Bồ Tát. Mình có thể gọi trái đất là Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa. Và mình có thể chắp tay lại, mình nói Nam Mô Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa. Tại vì đó, vị Bồ Tát này là mẹ của muôn loài. Có khả năng chuyên chở. Nuôi dưỡng và trị liệu. Mỗi khi mình đau ốm, mình đánh mất mình, thì mình phải trở lại với ba mẹ để mình được nuôi dưỡng, được trị liệu trở lại. Vì vậy cho nên thiền hành là một cái phương pháp thực tập rất là hay để chúng ta có thể trở về tìm cái sự nuôi dưỡng và trị liệu từ đất mẹ, vốn là một vị Bồ Tát, không phải dưới hình thức một con người nhưng mà đích thực là một vị Bồ Tát. Tại vì đất mẹ có những cái đức, có những cái virtue rất là lớn, như là sự vững chãi, solidity, sự kiên nhẫn, đức kiên nhẫn và đức vững chãi của đất rất là lớn. Ở trong kinh nói là địa ngôn kiên hậu quang hàm tàng. Đất có nghĩa là kiên cố, nghĩa là dày dặn và nắm giữ, cất giữ rất là nhiều. Địa ngôn kiên hậu quang hàm tàng, cái câu đó là trong kinh Địa Tạng. Và đất có khả năng che chở, có khả năng nuôi dưỡng, có khả năng trị liệu, có khả năng cho ra đời biết bao nhiêu là mầu nhiệm. Và có rất nhiều vị Phật, có rất nhiều vị Bồ Tát đã được đất sinh ra. Chính là Chúa Kitô cũng là do đất sinh ra. Mình không có biết Chúa Kitô có phải là Thượng Đế sinh ra thiệt không, nhưng mà mình biết chắc Chúa Kitô là do đất sinh ra. Chúa Kitô cũng là một đứa con của đất, cũng như Phật Thích Ca cũng là một đứa con của đất.
Hay có những lúc mình lao đao. Mình cô đơn. Mình lạc hướng. Mình ốm đau. Thì mình phải trở lại đất mẹ để được nuôi dưỡng. Cho nên trong khóa tu mùa đông này, khi mà mình lạy thì mình nên đưa vị Bồ Tát này vào trong danh sách những vị Bồ Tát mình lạy, nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa, mẹ của muôn loài, luôn luôn chở che, nuôi dưỡng và trị liệu cho chúng con. Giving life to many species, caring, nourishing and healing all, Bodhisattva Gaia, holy and compassionate Great Mother Earth, to whom we bow in gratitude. Và mặt trời cũng là một vị Bồ Tát lớn, một vị Phật. Tại vì không có mặt trời thì không có ánh sáng, không có sức nóng, và vì vậy cho nên không có sự sống. Cho nên mặt trời cũng là một vị Bồ Tát lớn, một vị Phật lớn. Và có tên, mặt trời đã có tên Đại Nhật Như Lai, Vairochana Tathagata. Và nếu không có mặt trời thì không có sự sống trên đất. Cho nên mình có thể hướng, mình có thể sướng như thế này: Shining in the 10 directions, offering life on the great earth, Vairochana Tathagata, our great father son Amitabha Buddha, to whom we bow in gratitude. Nhất tâm kính lễ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, buộc vô lượng thọ vô lượng quang, hiến tặng sự sống trên hành tinh đại địa. Đó là những vị Bồ Tát có thiệt, những vị Phật có thiệt mà mình phải lạy xuống. Và những vị Bồ Tát đó có ở trong mình, chứ không phải là có ở ngoài mình mà thôi. Vô lượng thọ là đúng là vị Bồ Tát đó, vô lượng quang cũng là đúng vị Bồ Tát đó, chúng ta đi tìm ở đâu nữa. Bởi vì cho nên khi mình đi thiền hành đó, thì mình phải tiếp xúc được với các vị Bồ Tát lớn đó. Đất mẹ là một vị Bồ Tát, và mặt trời là một vị Bồ Tát, nó cho chúng ta sự sống. Và các vị Bồ Tát đó không phải ở ngoài ta mà thôi, là ở trong ta. Và thấy được như vậy thì mình không còn thấy trái đất là vật chất nữa, không còn thấy mặt trời là vật chất nữa. Và mình có thể tiếp xúc thật sự được. Và khi mình tiếp xúc thật sự được thì mình sẽ nhận được sự nuôi dưỡng và sự trị liệu. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là trị liệu. Con người bây giờ bị bệnh nhiều lắm. Và vì vậy cho nên chúng ta phải học cái cách chữa trị. Mà đi thiền hành là một trong những phương pháp chữa trị rất là hay. Thế nên mình tới làng Mai, mình đang ở làng Mai, thì mình biết lợi dụng. Tại vì ở những thành phố lớn như Los Angeles hay Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, đi thiền hành không có sướng. Mà chúng ta biết là về đây chúng ta có không khí rất là trong lành, có cây cối rất là xanh tươi, có những con đường thiền hành rất là màu nhiệm. Vì vậy cho nên chúng ta đừng bỏ cơ hội. Trong khi đi thì dùng cả thân khẩu ý để tiếp xúc với Đại Địa Bồ Tát Thanh Lương Địa. Thanh Lương Địa tức là trái đất mát, tươi mát. Thanh Lương Đại Địa. Gọi là địa là đất, nhưng kỳ thực ở trong đó có sức nóng, có không khí và có nước. Và bao quanh xung quanh trái đất có một vòng, một cái bầu khí quyển, cái đó cũng là thuộc về Bồ Tát Thanh Lương Địa. Tại vì đất mẹ cho chúng ta nước để uống, cho chúng ta không khí để thở.
Đất mẹ không phải chỉ là đất, đất mẹ cũng là nước, là không khí, là hơi ấm, đất mẹ che chở. Cái lớp ozone ở phía trên đó, là nó che chở cho mình rất là nhiều, để cho những cái tia phóng xạ độc hại nó không có đi vào được trong trái đất. Thành đất mẹ chở che, nuôi dưỡng và trị liệu. Trong khi mình đi thiền hành, mình có thể đạt tới những cái thấy rất là sâu, insight sâu. Mình nhìn vào đất mẹ, mình thấy đất mẹ chứa đựng cả tam thiên đại thiên thế giới, cả vũ trụ trong đất mẹ. Các nhà khoa học cũng có thể đóng góp được cho cái thấy đó. Họ biết rằng trái đất nó được thành lập như thế nào. Họ có một vài ý niệm trái đất đã được thành lập như thế nào. Và họ đã biết rằng trái đất được làm bằng những yếu tố không phải đất. Và các hành tinh khác cũng đã gửi cái phần đóng góp của các hành tinh đó cho mình. Thành cũng như là một bông hoa, nó được làm bằng những yếu tố không phải hoa. Thì hành tinh đất cũng vậy. Nó là một bông hoa rất là đẹp và được làm bằng những yếu tố không phải là địa cầu. Và trong khi đi thiền hành, mình có thể thấy được như là một bông hoa, hành tinh đất cũng là được làm bằng những yếu tố của vũ trụ. Và nhìn vào hành tinh đất mẹ, mình thấy được cả vũ trụ trong đó. Nhìn vào bông hoa, mình thấy cả vũ trụ ở trong bông hoa. Có cả đám mây, có cả mặt trời ở trong đó. Và khi mình bước những bước chân ở trên đất, thì mình cũng thấy rằng trong mình đất mẹ đang có mặt. Và mình chuyên chở vì Bồ Tát đó ở trong mình là con của mẹ. Và mình với mẹ không phải là hai cái thực tại tách lìa nhau. Và mình có thể có được cái tuệ giác như vậy. Và có cái tuệ giác như vậy rồi thì mình có thể đạt tới cái chuyện không sợ hãi. Mình sẽ thấy rằng mình với đất mẹ là một. Nếu đất mẹ đưa mình ra thì đất mẹ tiếp nhận mình về. Không có gì mất hết, không có sinh, không có diệt. Và mình thấy rằng mình không bị kẹt vào cái ý niệm một cái ngã. Rồi mình đặt vấn đề sau khi cái thân xác này tan hoại, mình sẽ đi về đâu? Có còn hay là không có còn? Không phải là sau khi cái thân xác này tan hoại và những cái tác dụng tâm lý của mình nó không còn biểu hiện, mình mới về với đất mẹ. Mà sự thật là mình đang về trong từng giây, từng phút. Cái sự trở về với đất mẹ nó đang xảy ra trong từng giây, từng phút. Mỗi khi chúng ta thở, mỗi khi chúng ta bước là chúng ta đang trở về. Mỗi khi chúng ta gãi, khi ngứa nó gãi thì có những tế bào khô nó rớt xuống đất, đó là trở về đó. Luôn luôn nó có cái input và cái output nó xảy ra trong mỗi giây phút. Thành thử là đừng có nghĩ rằng sau khi xác thân này trở về tan hoại rồi mình mới trở về. Mình đang trở về và mình đang trở ra trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Tuy là đất mẹ có
có cái sự vững chãi, có cái tài ba, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Nhưng đất mẹ cũng có khi đau khổ, cũng như bà mẹ của mình, tuy là có rất nhiều tình thương, tuy cho mình ra đời, nhưng mà mẹ của mình có khi cũng đau khổ. Thì hành tinh đất của mày có những lúc có núi lửa phun ra, có những lúc có bão tố, có những lúc có địa chấn, có những lúc có hải chấn, tsunami. À, mỗi lần như vậy thì mình rất là đau khổ. Và nếu mình không biết thì mình nói cái đó là trời phạt. Nhưng kỳ thực ra là tất cả đều có trách nhiệm. Là chúng ta có một phần trách nhiệm ở trong những cái gì đang xảy ra cho trái đất. Ví dụ như cái vùng đất này gần cả năm không có mưa, mình có thể than phiền tại sao đất mẹ không có cho mưa cái vùng này. Và ở Thái Lan thì mưa nhiều quá cho nên nỗi nó ngập lụt, hơn 500-600 người chết. Và chúng ta trách trời trách đất, nói là bất công, trời đất là bất công. Nhưng mà cái đó tại vì cái nghiệp, tức là cái hành động của chúng ta, chúng ta làm mất cái thế thăng bằng. Hôm trước, ngày Chủ nhật trước, có một vị đề nghị là chúng ta nên gửi năng lượng để cầu mưa cho cái vùng này. Thì chúng ta cầu mưa không phải là chúng ta hướng tới một cái vị thần ở đâu đó. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cầu mưa này cũng rất là khoa học. Chúng ta ngồi như là một tăng thân và chúng ta tập trung tâm ý và chúng ta gửi năng lượng cho đất mẹ. Để đất mẹ có, thì trong khi chúng ta tập trung tâm ý mà gửi năng lượng tập thể về đất mẹ, thì chúng ta tạo ra một cái năng lượng tập thể. Cái năng lượng tập thể đó, trong đó nó có cái chất liệu của sự từ bi, của cái tuệ giác là con người đã sống, làm mất rất là nhiều thăng bằng, có cái tâm niệm muốn hối cải, muốn sống cho nó lành mạnh. Thì khi mà chúng ta ngồi với nhau mà chúng ta gửi năng lượng tới đất mẹ, thì đất mẹ có cái năng lượng đó, đất mẹ có thể sắp đặt trở lại để cho mưa có thể rơi xuống cái vùng này của trái đất. Cái chuyện đó nó có thể xảy ra được. Rồi chúng ta đã làm mất cái thế thăng bằng. Và cái lực lượng của tâm ý của chúng ta cũng là một cái loại năng lượng có thể thay đổi được cái cục diện. Cho nên cầu mưa là cái chuyện không phải là mê tín, có thể là một cái chuyện rất là khoa học. Tại vì cái tâm của mình có thể thay đổi được cái tình trạng. Tâm mình mà có từ bi, có tuệ giác, tâm mình mà gửi ra cái năng lượng an lành thì nó có thể có khả năng chữa trị và thay đổi. Còn tâm mình mà có hận thù, có bạo động, có tuyệt vọng thì nó sẽ tạo ra những cái khổ đau ở trên thế giới. Đây một là cầu nguyện thầy viết ngày hôm qua đó. Lạy mẹ, tức là trái đất, Bồ Tát Thanh Lương Đại Địa, có những lúc chúng con đau khổ thật nhiều vì thiên tai xảy ra. Chúng con ý thức rằng trong khi chúng con khổ thì mẹ cũng đang khổ. Có khi chúng con hướng về mẹ và hỏi, chúng con có thể trông cậy và nương tựa vào mẹ hay không?
Tại vì mẹ có rất là nhiều vững chãi và tình thương, chúng con có thể tin cậy và nương tựa vào mẹ hay không? Tại vì những cái thiên tai đó làm cho chúng con chết đau khổ quá nhiều. Nhưng lúc ấy mẹ không trả lời ngay cho chúng con. Sau đó mẹ đã nhìn chúng con bằng con mắt xót thương và nói: cố nhiên là các con có thể nương tựa vào mẹ, tại vì mẹ sẽ luôn luôn có mặt đó cho chúng con. Nhưng các con cũng phải tự hỏi câu hỏi này: liệu mẹ có thể tin tưởng và trông cậy vào các con hay không? Các con có tinh thần trách nhiệm hay không? Các con có thể làm phần của các con hay không? Hay là con chỉ nương tựa vào mẹ mà thôi? Lại mẹ chúng con đã thức nhiều đêm không ngủ vì cái công án đó. Và bây giờ đây, với những khuôn mặt đầm đìa nước mắt, chúng con đến quỳ dưới chân mẹ và dâng lên mẹ câu trả lời chân thành này: mẹ từ bi và thánh thiền của chúng con ơi, mẹ có thể trông cậy và tin tưởng ở chúng con. Và khi mà mình đi thiền hành thì mình cũng thấy được cái phần trách nhiệm của mình. Mình phải thức dậy, mình phải biết cái vai trò của mình. Mình phải bảo hộ mẹ, cho mình hoàn toàn trông cậy tất cả nơi mẹ thì không có được. Tại vì mình là một phần của mẹ, mình là mẹ. Và khi mà mình có được cái bất nhị trí này, mình có được cái vô phân biệt trí này, thì mình sẽ thoát khỏi những cái phiền não như là sợ hãi, hận thù, thèm khát và tuyệt vọng. Và mình sẽ không có gây những cái đổ vỡ, những tàn hại cho chính mình, cho những cái chủng loài khác và cho đất mẹ.